Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga? Ngày 18 tháng 11, BBC Tiếng Việt bình luận Ukraine dùng tên lửa Mỹ tấn công lãnh thổ Nga ảnh hưởng gì tới thế cục? Theo đó, Mỹ vừa có một quyết định đảo ngược chính sách, đó là cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của mình để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Dù trước đó đã từ chối, sự kiện này diễn ra hai tháng trước khi tổng thống Joe Biden trao quyền cho tổng thống đắc cử Donald Trump, người hoài nghi về viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Hình ảnh bài trên BBC. BBC đã câu hỏi tại sao Mỹ cho phép Ukraine dùng Atams tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, thường được gọi là Atams, vào các mục tiêu thuộc Nga nằm trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng trong hơn một năm qua, nhưng Mỹ chưa cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào nước Nga cho đến bây giờ. BBC nhận định sự thay đổi chính sách này được cho là nhằm đáp trả việc Triều Tiên đã điều lính để hỗ trợ Nga tại Kursk, gần biên giới, nơi Ukraine tiến chiếm từ tháng 8 năm 2024. Với sự cho phép này, Ukraine hiện có thể tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, nhiều khả năng là xung quanh tỉnh Kursk, nơi quân Ukraine đang chiếm giữ hơn 1.000 km vuông. Tuy nhiên, có lẽ điều này sẽ không đủ để đảo ngược tình thế của cuộc chiến. BBC dẫn đánh giá của một nhà ngoại giao phương Tây nói rằng tôi không nghĩ bước đi này mang tính quyết định tới cuộc chiến. Tuy vậy, nó lại mang ý nghĩa chính trị, điều vốn đã được thực hiện sớm hơn nhằm nâng cao mức độ nghiêm túc và thể hiện sự ủng hộ quân sự đối với Ukraine. Điều này cũng có thể làm tăng chi phí chiến tranh cho Nga. Hình ảnh hệ thống tên lửa ATACMS. BBC dẫn lời bà Evelyn Farkas, cựu phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền Barack Obama, cho biết Chúng tôi nghe nói Lầu Năm Góc đã cảnh báo rằng không có nhiều tên lửa như vậy để có thể cung cấp cho Ukraine. Nhưng bà Farkas cho rằng ATAMS có thể có tác động tinh thần mạnh mẽ ở Ukraine nếu chúng được sử dụng để tấn công các mục tiêu như cầu Kerch nối liền Crimea với đất liền Nga. Theo BBC, sự cho phép của Mỹ cũng sẽ có tác động dây chuyền cho phép Anh, Pháp cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow, tương tự như ATAMS của Mỹ bên trong lãnh thổ Nga. BBC nhắc lại Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo phương Tây không nên cho phép ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công nga nó sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột điều này có nghĩa là các nước nato mỹ và các quốc gia châu âu đang chiến đấu với nga ông putin nói tuy nhiên bbc cũng cho biết nga đã từng đặt ra lằn ranh đỏ nhưng một số động thái bao gồm việc cung cấp xe tăng chiến đấu hiện đại và máy bay chiến đấu cho Ukraine đã vượt qua lặng ranh đó mà không gây ra một cuộc chiến trực tiếp giữa Nga và NATO. Hình ảnh ông Trump và Tổng thống Ukraine BBC có đề cập đến việc Tổng thống Biden sắp mãn nhiệm và chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là ông bàn giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Không rõ liệu ông Trump có tiếp tục chính sách như vậy hay không. Nhưng một số đồng minh thân cận nhất của ông đã lên tiếng chỉ trích quyết định này. BBC dẫn bài viết trên mạng xã hội của con trai cả ông Trump là Donald Trump Jr. rằng Tổ hợp công nghiệp quân sự dường như muốn đảm bảo rằng họ sẽ tiến hành chiến tranh thế giới thứ ba trước khi cha tôi có cơ hội tạo ra hòa bình và cứu sống người dân. Nhiều quan chức cấp cao của ông Trump, chẳng hạn như Phó Tổng thống đắc cử J.D. Vance, cho rằng Mỹ không nên cung cấp thêm bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Ukraine. Nhưng vẫn theo BBC, những người khác trong chính quyền Trump thứ hai lại có quan điểm khác. Cố vấn an ninh quốc gia tương lai Michael Walsh đã đập luận rằng Mỹ có thể đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine để buộc Nga phải đàm phán. Vẫn chưa rõ tổng thống đắc cử sẽ đi theo hướng nào nhưng nhiều người ở Ukraine lại lo ngại rằng ông sẽ cắt đứt việc chuyển giao vũ khí, bao gồm cả Atoms. Được và mất từ chuyến công du Nam Mỹ của Chủ tịch nước Lương Cường. Ngày 17 tháng 11, BBC Tiếng Việt đăng bài bình luận Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc chuyến công du Nam Mỹ có thành công tốt đẹp. Hình ảnh bài trên BBC. Theo đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã có chuyến thăm chính thức Chi Lê từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Sau đó, ông thăm chính thức Peru và dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại nước này từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 11. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của vị đại tướng quân đội trên cương vị chủ tịch nước. BBC cho hay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có đánh giá tổng kết chuyến đi của chủ tịch nước Lương Cường được báo chí trong nước đồng loạt đăng tải. Ông Sơn còn nói rằng việc tăng cường hợp tác với Chile và Peru sẽ giúp tạo cơ hội để Việt Nam tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia Mỹ Latin khác. Ông Sơn nhấn mạnh phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường ở APEC đã thành công truyền tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình của dân tộc. BBC cũng cho hay chuyến đi Nam Mỹ của ông Lương Cường còn gây ồn ào khi có một sĩ quan an ninh trong đoàn bị bắt giữ tại Chile vào đêm ngày 10 tháng 11 với cáo buộc lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, vụ việc này đã không được phía chính phủ Việt Nam nhắc tới và báo chí do nhà nước quản lý cũng hoàn toàn im lặng. Theo BBC, ngày 12 tháng 11, ông Lương Cường bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Peru đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một chủ tịch nước Việt Nam tới Peru, diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 14 tháng 11 1994, 14 tháng 11 2024. Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay tại hội nghị cấp cao APEC. Vào ngày 13 tháng 11, ông Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Peru Dina Esilia Bolua trong cuộc hội đàm hai lãnh đạo thể hiện mong muốn nâng cấp quan hệ song phương kêu gọi tăng cường đầu tư tăng cường quan hệ kinh tế thương mại vẫn theo BBC ngày 14 tháng 11 tại thủ đô Lima của Peru trong khuôn khổ thượng đỉnh APEC chủ tịch nước lương cường đã có bài phát biểu trong đó ông nhấn mạnh cần loại bỏ tư duy nhất bên thắng nhất bên thua ông cường nhấn mạnh nhìn lại lịch sử kinh tế thế giới hàng trăm năm qua không ai có thể phủ nhận được là chỉ khi thương mại được thúc đẩy được kết nối người dân được tham gia và thụ hưởng thì mới có phát triển mới có thịnh vượng và ngược lại đóng cửa bảo hộ chiến tranh thương mại sẽ chỉ dẫn đến suy thoái xung đột và nghèo đói không chỉ ông cường mà nhiều lãnh đạo các quốc gia khác cũng chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương tại thượng đỉnh apec đây là một bối cảnh đáng lo ngại với nhiều quốc gia khi mà tổng thống đắc cử donald trump được đánh giá là người theo chủ nghĩa cô lập nhiều người cũng lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông trump hình ảnh tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch nước lương cường các nhà phân tích đánh giá rằng với việc việt nam có thặng dư thương mại lớn với mỹ như hiện tại việt nam cần chuẩn bị sẵn tinh thần tự bảo vệ mình trước một lệnh trừng phạt thương mại tiềm tàng từ ông Trump. BBC cho biết ngoài bài phát biểu nói trên, ông Lương Cường cũng đã có một cuộc gặp gỡ với nhiều lãnh đạo các nước, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cuộc gặp giữa ông Tập và ông Lương Cường bao gồm những giao thiệp thường xuyên thấy giữa hai quốc gia khẳng định coi nhau là lựa chọn ưu tiên, chiến lược hàng đầu trong quan hệ đối ngoại, trao đổi về những tiến triển trong quan hệ hai nước, hai đảng trong thời gian qua. Trao đổi với ông Joe Biden, ông Lương Cường cũng cho biết là ông đánh giá cao vai trò lãnh đạo và những đóng góp của Tổng thống Biden cho sự phát triển của quan hệ Việt-Mỹ trong những năm vừa qua, BBC cho biết thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin được và mất từ chuyến công du nam mỹ của chủ tịch nước lương cường quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất